Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em tên là Hoàng Đỗ Mini, em 23 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non. Em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, quê em ở Quảng Nam ạ. À, em dạy ở Đồng Nai luôn hả em? Dạ, em có trường riêng ở Đồng Nai luôn. Ồ, có trường riêng luôn. Rồi, Hoàng Đỗ Mini là cô giáo mầm non. Mời em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thanh Khải, quê ở Vĩnh Long, Vũng Liêm. Hiện em đang công tác và làm việc ở nhân trạch Đồng Nai. Em làm công ty bất động sản Tín Phát. Em làm về chuyên môn là gì? Dạ, em làm xe bất động sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 29 tuổi. Rồi, bây giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè đi? Dạ, ưu điểm của em là có thể hát được, biết nấu ăn, có thể chăm tốt trẻ. Rồi, khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là một người nóng tính, quyết định trong công việc nó vội vàng. Rồi, vậy ưu điểm, nhược điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết may giá. Thôi ơi, nấu ăn may giá rồi gì nữa? Nấu ăn mà giả, em thích chiều từ bạn gái với thích nuôi động vật. Hồi đó em ở nhà trọ là nuôi chuột, nuôi mèo, nuôi chó ở nhà trọ. Rồi sao nuôi đoàn động vật không vậy? Nuôi gì nữa em đâu? Em thích nuôi động vật mà. Em thích nuôi con gì nhất? Con gì em cũng thích nuôi, rắn, gít gì em cũng thích nuôi. Hả? Giờ hiện tại trong nhà có con gì? Không, hiện tại giờ em đi làm nên không có nuôi được chị ơi. Coi như là em có sở thích nuôi tất cả các loài động vật đúng không? Mai mốt về nhà cũng mệt lắm rồi nha. Làm mệt lắm rồi. Thường mấy người ta thích nuôi động vật là mấy người đó ta tốt tính lắm anh. Đúng rồi. Dạ, câu khuyết điểm của em á là mập lùn. Mập lùn đâu có đến mập đâu. Mập lắm anh. Bụng bự lắm, tại bằng áo này chứ bụng bự lắm. Ủa gì đó hả? Dạ. Em nói quá sao bên đây bạn gái ngồi trầm luôn, mặt sụn dạ. Xuống luôn rồi kìa. Nấu ăn nên mình ăn nhiều nó mới mập. À đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ hay ngủ ngái. Trời ơi, rồi tao đang sụ mặt rồi còn thêm nữa. Sao em nghe mấy cái khuyết điểm bên đó em thấy sao? Dạ không sao chị, sau này mà về mà ngủ ngáy thì em có gì em đạt phát ra hết. À hả, vậy bình thường thì sao? Em cả dạ, mấy mối em tình rồi? Có một mối tình hồi cấp 3. Tại vì hồi đó là còn đi học với lại ba mẹ hai bên không có cho phép á. Tại vì bà con vậy nên là tụi em chia tay. Rồi biết bà con rồi quen nhau không chí? Em không biết bà con. Em bên đó là họ gì? Dạ họ Hoàng anh. Em họ gì? Em họ Lê. Ừ. Ờ không sao. Em hỏi trước chứ để. Lê Hoàng. Bạn trai. Mình mấy mối tình rồi em? Dạ em có mấy mối nhưng mà có hai mối là em thấy ấn tượng nhất. Một mối là em quen người kia lớn tuổi em. Vậy mà muốn lúc đó là mình lớn tuổi mình nhỏ tuổi quá, như mình cái tính của mình trẻ con anh. Như người ta lớn người ta chiều mình trẻ con mình cứ làm ni làm nứ á. Tới tới người ta chắc chịu không nổi nên chia tay. Bỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà lớn hơn mấy tuổi? Lớn hơn 4 tuổi. Không sao, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em, nhỏ 4 tuổi luôn. Trời ơi. Rồi sao? Em cũng chịu không nổi cho nên cứ mỗi chút giận năn nỉ mệt luôn. Mình rút kinh nghiệm hai mối tình thấy không? Dạ. Bây giờ là phải biết hòa hợp. Nghe không? Bên này lên, bên kia xuống, bên này xuống, bên kia phải lên chứ bây giờ. Bên đây lớn hơn bên kia mấy tuổi? 6 tuổi. À, cũng hơn vượt qua số 4 rồi. Rồi. Được. Bây giờ em Ni muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích một người con trai mập, bụng bự. Hả? Trời ơi, lạ vậy cưng. Dạ. Ủa vậy hồi nãy giờ cưng sụ mặt xuống là cưng đang thích thú đó hả? Dạ. Mà chị căng thẳng quá, chị tưởng nó bên đây sụ mặt là chê. Dạ, chị đang lo cho em. Trời ơi, bên này cô này thích. Ủa sao ngộ vậy em? Sao lại thích mập bụng bự? Tại vì em ốm nên em thích những người mập á. Sau này về ôm khỏe hơn. Ngoài thích bụng bự ra còn thích cái gì của người đàn ông nữa em? Dạ em thích người hói, thích người hói. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá trời hay luôn. Trời ơi, trong cuộc đời anh nghe cái này anh sướng gì đâu á. Hồi đó giờ mấy cô lên bạn của họ toàn là ghét mấy ông không thích cái đầu hói với bụng phệ. Còn bây giờ cô này thích đầu hói bụng bụng phệ. Cảm ơn em gái nha. Dạ. Trời, lý do tại sao em thích đầu hói? Tại vì những người hói người ta rất là thông minh ạ. Đúng rồi. Lý do sao em thích bụng phệ? Tại vì những người bụng phệ rất là vui tính ạ. Đúng rồi, trời ơi hay. Vỗ tay lớn lên quý vị. Tôi kết thằng gái tôi khỏi coi mặt luôn, gã luôn. Điều gì em không có thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, hút thuốc, lại gia trưởng không biết chia sẻ. Có gia trưởng không em? Dạ không, em nói em dễ tính mà. Hút thuốc thì em không có hút. Nhậu thì có lâu lâu nhậu chút, sợ với bạn bè thôi. Mình có giao tiếp mà chị. À, em này đẹp trai ha, mặt mày láng lẫy ha, ngon lành. Em có chiều chuộng bạn gái không? Có trời trời. Lúc trước em hay may đồ cho bạn gái lắm. May đồ nữa hả? Thì em học lúc trước em học thôi cái trang mà em để tóc dài như con gái vậy đó cái. Ủa nãy giờ em nói cái tính nó thấy giống con gái quá vậy? Ờ. May giá theo thùa em. Ở một mình mà anh phải biết chứ.
Thôi thôi thiệt tình luôn. Bạn gái khoái rồi, bạn gái khoái rồi. Em gái, anh thiệt là quý em đó nha. Dạ. Thiệt với em từ đó bạn muốn hẹn hò nhưng thấy em dễ thương nhất luôn á. Dạ, em cảm ơn. Thích bụng bự đầu hói ha. Dạ. Tính tình anh này em thấy sao? Dạ em thấy anh cũng vui tính. Có hợp với em không? Dạ cũng hợp. Anh này nãy giờ anh nói thật cái gì xấu cũng nói cho dạ, luôn. Dạ thấy anh thật lòng. À, rất là thật lòng luôn á, anh thấy dễ thương á. Được rồi em gái. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Mặt tròn, em thích mũi cao, cao từ 1m50 tới 55. Rồi gì nữa? Cái vòng 1, vòng 2 đừng bự quá. Cái gì? Sao? Cái gì, cái gì? Cái vòng 2 đừng có em bự không quá. Thích vòng 1, vòng 2 bự hả? Mắc gì không thích vòng 1 bự, vòng 2 không bự thì được đi. Mắc mới gì không thích vòng 1 bự. Thôi vòng 1 bự nhìn thấy ghê chưa? Mắc gì thấy ghê? Em có thể giải thích cái chuyện đó được không? Theo người ta có nghiên cứu đàng hoàng chứ bộ. Nghiên cứu là 500 người đàn ông giàu có là 360 mấy người ta thích là ngực nhỏ. Còn nghiên cứu 500 người đàn ông mà nghèo ta thích ngực bự hơn. Chứng tỏ là cái người con gái ngực nhỏ sẽ đem lại cái may mắn cho người đàn ông sẽ dễ thành đạt hơn. Vậy là những người đàn ông thích ngực bự là người đàn ông nghèo. Đa không có, ta khảo sát 500 người thôi, còn mấy người kia thì coi như đa số đa người số, dạ. Đa số người đàn ông mà thích ngực bự là nghèo. Hèn chi đó giờ tôi chưa bao giờ quen người nào giàu hết trơn trời. Chưa quen một người nào giàu hết. Bạn nữ thấy sao cưng? Dạ cũng được ạ. Được là vậy, em muốn làm giàu cho bạn trai hay muốn làm nghèo cho bạn trai? Tại vì em cũng giàu sẵn chị. À dạ. Trời ơi. Hai người này lạ nha. Thôi được rồi, bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân coi có còn cái gì lạ hơn nữa không? Em đi với ai? Dạ em đi với chị họ với bạn thân của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Ni, em đến từ Đồng Nai. Em gái của em ở nhà thì rất là hiền, rất là ngoan trong gia đình. Chị thấy hôm nay em trai bên này á thì cũng có nhiều ý cũng hợp với em. Thì hôm nay chị cũng muốn hai em có một cơ hội để tìm hiểu rồi đi đến tương lai. Rồi em xin hết ạ. Căng thẳng quá chị ạ. Thằng bạn trai đi với ai nè? Dạ em đi với anh hai em. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào các bạn trường quay. Em là anh hai của Khải. Em thấy thì bạn gái hôm nay rất là dễ thương. Nói chung là không có điểm gì là khuyết điểm hết. Anh thì anh góp ý cho em như vậy. Nó thì còn chuyện mà tụi em sau này tiến tới là lâu dài hay không thì còn do hai tụi em nữa. Rồi, cảm rồi, ơn cảm anh. Ơn anh. Thôi, bây giờ mở rào ra hai bên cảm nhận ha. Đúng rồi. Mở rào. Đó. Lần đầu gặp em sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em rất hiền như cô Tâm ngày xưa. Hai làn gió đưa cho mái tóc em bồng, cho má em hồng, cho lòng anh ngẩn ngơ. Cảm ơn anh. Đây là cái món quà cho anh. Đây là món quà anh tự mai. Tự mai mai cho em một cái đầm để em ốm vô thử là vừa không? Trời ơi, biết ta kích cỡ nhiều mà mai. Dạ, thì mai đại chỉ với em có biết đâu. Chắc chắn không mai cái đầm này vòng một nhỏ lắm. Em có mai thun mà tôi giãn ra. Rồi, ướm vô đi em. Trời, đẹp dữ ta. Em cảm ơn anh. Bây giờ em cảm nhận đối phương coi. Giờ làm giàu hay làm nghèo cho em? Giàu nè. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em dễ thương. Mà cấp tiếng em thấy khả cho em dễ lắm à. Dạ không có anh, em rất là hiền ạ. Cô giáo mầm non đâu đến mức dữ đâu. Không thì được, em đừng có dữ nha anh quá. Dạ không, chồng em sau này em về em dạy sao. Anh có dự định là mình sinh sống và làm việc ở Đồng Nai luôn không ạ? Hay là về quê? Chỗ nào phát triển được thì mình ở chỗ đó thôi em. Chỗ đó nuôi chuột, nuôi rắn rết, nuôi ấy là được không em? Dạ được chứ anh. Được là nuôi dạ. Đó. Anh lớn em 6 tuổi em có cái gì không? Có sự ngại trở ngại gì không? Dạ không, em không có quan trọng việc tuổi tác. Em chỉ cần một người đàn ông là biết chia sẻ với em, biết yêu thương gia đình, lễ phép với lại người lớn trong gia đình là được rồi. Anh thì được nhiều người lớn thích lắm, được lòng người lớn lắm. Rồi hẹn hò sao nè? Ở gần mà, mình hẹn hò thì cứ anh thì cứ tối là anh nghỉ là một tuần rồi anh làm hết đủ một tuần, nhưng mà tối là nghỉ không có làm. Tại vì em công việc của em nó hơi cực một tí nên là em chỉ rảnh vào cuối tuần thứ bảy với chủ nhật thôi. Dạ. Chị chủ nhật đi chơi cũng được. Dạ. Bạn gái nói gì với ảnh đi em. Hay anh hát tặng ảnh một khúc ha, một bài hát nào đó đi. Rồi dạ. Chúng ta quyết định bấm nút hay không? Em xin hát tặng anh một bài hát. Ok.
Này người em yêu, trong tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hỏi trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Em xin hết. Thôi, để tay được bấm đi. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, có thể đùa nhau một chút xíu, nhưng bây giờ đã đến lúc ta lắng lòng lại, kiểm tra lại xem nó có đúng là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Chúng ta bấm nút trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Thấy sao? Nắm tay là thấy sao? Mềm đúng không? Mềm hả? Nắm tay xong mà làm gì nữa? Giờ cho anh hôn em cái. Cảm giác gì không? Thơm. Hả? Thơm hả? Và chia sẻ thêm một chút cho chị biết về cái yêu nhược điểm của anh nhé. Mời anh ạ. À em ở Bình Thuận quá này. Ờ... Đang đi học ở làm lái xe trong công ty ở Bình Thuận. Giờ đang sinh sống ở quê luôn. Tên đầy đủ của mình là gì anh ạ? Tên là Trần Toàn à? Vậy Trần Toàn. Ờ, anh nói lại gì? Tên là Trần Đức Thọ. À, Trần Đức Thọ. Rồi anh sẽ gọi cho anh bao nhiêu nhỉ? Chị Thảo là đang làm lái xe ở Bình Thuận luôn đúng không? Đúng rồi. Lái xe như vậy thu nhập của mình có ổn định không anh? Để từ lương này cũng ổn định. Trong này tổng Mình chia sẻ một chút về cái chuyện bình thường của mình. 85 là mình đã từng lập gia đình chưa ạ? Hiện giờ thì đang độc thân. Chưa. Là mình chưa từng kết hôn lần nào đúng không anh? Không, anh phải chia sẻ rõ nha. Hiện giờ là mình độc thân là đúng rồi. Nhưng mà trước đó thì anh đã từng lập gia đình lần nào chưa? Chưa luôn. Rồi vậy thì anh chia sẻ những mối tình đó đi. Là quen bao lâu sao mà không hợp, không tiến đến được với nhau? Mối tình đó mà 3 năm. Tức là 20 tuổi. Cho nên là 23 đi đây. Đi đây là không hợp theo. Đó là nói không gì đó và trong cắt liên lạc luôn. Rồi đến mối tình thứ hai thì quen người xa hơn, người đó cũng nói là không hợp nhau, chia tay nhau trước vậy đó. Coi như là gặp người nào cũng là không hợp, mà cái mối là dài nhất là 3 năm đó hả? Ừ. Rồi là ví dụ như trong thời gian mình làm việc này kia có tìm hiểu tiếp xúc ai thêm không hay như thế nào? Anh nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh Thọ. Điểm mạnh thì biết nấu ăn. Nói chung là hòa đồng vui vẻ. Thì nấu ăn được không? Nói chung là cái món ăn đơn giản thôi. Muốn mà để mà một mình thì phải học thêm. Có những cái lúc mà hay bực bội luôn á. Rồi cái nói mưa gì á. Rồi hết hồn rồi chứ không có để bụng. Ủa cái này là mình ngủ sao mình biết hay ai nói? Ai ngủ kế bên mình nói hay sao? Ai nói ai nói? Ba nhập lại nhập cái đó nói. Ừ. Thế là ngủ chung bạn gái, bạn gái nói vậy không? Không. Không ngủ.
À, là hồi giờ chưa ngủ chung bạn gái lần nào đúng không? À, rồi, à, anh Thọ chia sẻ về cái hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi nè. À, ngoại hình, tuổi tác, vùng miền, đường sao? Dạ, người đây đơn giản thôi. Một người là được, đừng có mong quá. Còn phụ thuật thì em muốn quen tình hình ở Phan Trang cũng được, còn mà đang tiếp đổ lại thôi, đổ lại tới Phan Trang thôi chứ hơn xa hơn. Ví dụ cùng quê đó mà người ta đang làm việc ở Sài Gòn này kia cũng được luôn hay sao? Dạ, nói chung là cũng gần ở nhà là được mà. Mà ví dụ người ta cũng cùng quê với mình mà người ta đang làm việc ở Sài Gòn thì có được không á? Dạ, cũng được. Ờ, rồi ok, tiếp đi anh ơi, về tuổi tác này kia thì sao? Coi như cái người bạn gái này cũng chưa từng lập gia đình luôn hay sao anh? Ờ, rồi. Nhưng mà lỡ có người ta lập gia đình mà người ta chưa có con rồi này kia được không? Rồi, ok. Rồi có. Coi như là đã lập gia đình mà chưa có con thì được, đúng không? Dạ rồi, ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở người bạn gái nữa không anh? Ủa là anh Thọ ở ngoài đó là anh có ở chung với gia đình, ở chung với ai không? Ở chung với ai anh, nói to giùm em đi. À, và sau này ví dụ có vợ là cũng phải về làm dâu đúng không? Rồi em thấy anh Thọ hiền quá nè. Bây giờ là có đủ tài cho anh được cái gì không? Ca hát chỉ múa hay thể thao được gì được không? Rồi hát thử em nghe bạn đắng đi rồi mình kết thúc cái buổi cáp ngày hôm nay. Rồi hát không đi anh. Rồi ok anh. Đông quá giống vợ em. Chẳng ngày ai đứa yêu nhau muốn bước thật nhiều. Chẳng ngày ai đứa yêu nhau muốn bước không nhiều. Mong bằng hai đứa ước mơ đã quá xa xưa. Nếu mà không phải nhờ chẳng ta mới quan tâm được. Để mình đẹp mãi có em. Để mình đẹp mãi dưới tung thật xinh. Rồi ok, đó lên là phải tự tin mạnh dạn như vậy nha. Thì bên nhà gái người ta mới đồng ý cho mình cơ hội để hẹn hò. Chứ người ta thấy mình nhát nhát này kia quá, người ta cũng không có bắt nút chọn mình đâu nha. Nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với anh về nội dung nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì? Em chào chị, em tên là Nguyễn Du Tam. Nguyễn Vũ Tâm hả? Tam nha. Nguyễn Vũ Tam. À, rồi. Em ở Kiên Giang. Mình sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 96. 96 rồi, ông có đúng tuổi. Dạ. Ủa ông gì trời, 96 mà tôi nhìn như là 86 gì đó. 96 đúng không? Dạ. Rồi, Nguyễn Vũ Tam sinh năm mình là ở Kiên Giang, là mình làm công việc gì? Dạ em làm điện chị. Điện em làm cụ thể làm sao Tam? Dạ điện dân dụng điện lạnh. Bạn làm cho công ty là nhà tự cá nhân em làm thôi? Dạ làm cá nhân. Làm tự do. Làm tự do, vậy thì cái thu nhập của em có ổn định không? Dạ. Là bao nhiêu một tháng trung bình? Dạ khoảng 5 triệu đến 6 triệu.
Vậy hả? Mà ở dưới quê là mức này có đủ sống không? Dạ đủ. Rồi sau này có vợ là có lo được cho vợ không đây? Dạ có. Rồi bây giờ là Tam chủ động chia sẻ cho chị nha, những cái điểm mạnh điểm yếu của em sao nè? Mạnh của em cũng vui vẻ hòa đồng, thích thể thao. Thể thao làm chơi giỏi môn gì? Là mỗi môn mai chơi được chút xíu. Đá bóng cầu lông. Tiếp đây em cộng gì nữa không? Dạ không. Có thầy thích ca hát văn nghệ rồi gì không? Dạ em kênh rất lắm. Sửa điện giỏi lắm, hồi giờ sửa điện có bị điện giật không? Dạ cũng bị giật xấu là. Bị giật xúc mà. Mà sao? Nhưng mà tại em biết ngày cũng không có hỏi được. Dạ. Rồi còn gì nữa, điểm yếu của em là gì? Có điểm yếu là hoàn hảo hết đó hả? Có nóng tính không hoặc là có cái tật xấu gì không? Tật xấu như là chỉ có phút thôi à. Còn gì nữa không? Dạ không. Trước giờ đã quen ai cho em, tình trường của em sao? Vui vẻ chủ động chia sẻ cho chị nha Tam thì mới được chọn. Còn hỏi còn chờ hỏi cô nào nói cô đó là không có được chọn đâu. Rồi chia sẻ về tình trường cho chị coi nè. Tình trường thì về đương phương này rất là nhiều nhưng mà rất là không có. Đơn phương nhiều nhưng mà lại có bày tỏ tình cảm cho người ta biết không hay sao? Tình em cũng hơi nhát á, cũng nhắm bày tỏ gì được. Trời ông nhát quá rồi, lên sân khấu làm sao mà cua gái tán gái trên sân khấu được đây? Hả? Có tự tin được không hay sao? Cho nên là nhát quá là mình phải cố gắng nếu mà được chọn thì các thứ đó. Tam chia sẻ và hình mẫu em mong muốn thi thích cô gái như thế nào? Hình mẫu của em cũng đơn giản nè. Cũng con gái là biết chân thành, trung thủy. Ngoại hình, tuổi tác, vùng miền thì sao em? Vùng miền cũng có quan trọng. Tuổi tác thì có thể là bằng tuổi em hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn 2 tuổi cũng được. Có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Không thích con gái quá chơi thua đua đòi. Xăm mình đi. Xăm nhỏ đúng không? Xăm nhỏ mà xăm kính thì cũng mệt. Rồi còn yêu cầu gì nữa không Tam? Dạ không. Rồi ok, cảm ơn Tam nha. Nếu mà được chọn thì em sẽ nhận được thông báo của chương trình cho em biết nha. Dạ. Ok, chào em, thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị.